Xin chào tất cả các bạn Đã có bạn nào lên xem phần phát trực tiếp này chưa nhở Ok em ơi thật sự là chị xin lỗi Bởi vì là chị để ý nhầm Chị cứ nghĩ là hẹn với các bạn là lúc 8 ba 30 Thế nào mà lại bị muộn mất So với lời hẹn của các bạn mất 30 phút <laughs> Được không Cho nên là bạn nào đã quay trở lại cùng với chị rồi Thì hãy để lại lời chào đến chị Ở dưới phần bình luận nhá Ok không nào Ừ. Uhm. À, xin chào em ừ, uhm, Chào các bạn rồi, ngày hôm nay sẽ là ngày đầu tiên mà chúng mình cùng bắt đầu với chị một chiến dịch để ôn thi học kỳ nhá. Chiến dịch này mang tên là chiến dịch ôn văn bằng sơ đồ tư duy. Có nghĩa là chúng ta sẽ uh, cùng với nhau thiết lập những cái sơ đồ tư duy với những cái từ khóa để các em có thể ôn tập lại kiến thức chúng mình phục vụ cho việc thi học kỳ này và sau này là uh, với những cái kỳ thi quan trọng khác. Ok không? Ừ, rồi xin chào Hồng Tươi, xin chào Duyên, xin chào các em. <laughs> Xin chào Ngọc Mai. Chào các bạn. Được không nào? Thì uh, thông qua một chút xíu về thông tin về chiến dịch này. Chiến dịch này sẽ kéo dài từ ngày hôm nay, tức nghĩa là chủ nhật này, kéo dài ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đó, thì chúng mình có 4 ngày để cùng với nhau tham gia chiến dịch này Chị sẽ gặp các bạn vào mỗi tối hàng hàng ngày luôn Là chủ nhật ngày hôm nay này Rồi thứ hai thứ ba thứ tư Vào 8 ba 30 được không ạ? 8 ba 30 và chúng ta sẽ cùng với nhau Học thì trong vòng khoảng 20-30 phút thôi Để thiết lập một cái sơ đồ tư duy Và chị sẽ cùng với các bạn dựa theo những cái kiến thức đã được liệt kê, đã được Uh, chia sẻ cùng với các bạn trong cuốn sổ tay văn học này để chúng ta chọn ra những cái từ khóa để vẽ sơ đồ tư duy các bạn nhé được không nào Ok chưa? Và có rất nhiều rất nhiều những cái thông tin bổ ích chị sẽ bật mí ở trong chiến dịch này Chiến dịch sẽ ngắn thôi nhưng chị mong rằng là các bạn sẽ coi đây như là một cái buổi Để mỗi ngày chúng ta bỏ ra khoảng 20-30 phút để ôn tập phục vụ tốt nhất cho kỳ thi học kỳ của chúng mình nhá Được không? Ừ, uhm, ồ oh. 95 bạn vào xem rồi này Ồ, xin chào các em Xin chào Mai Vi, xin chào Khánh My À, rồi Ồ, Huỳnh Lực này Có đúng là người quen của chị không nhở <laughs> Rồi, xin chào các bạn Đó Ừ, ok nhá Và trong buổi học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn với nhân vật ông hai Có lẽ là tác phẩm làng của Kim Lân là các bạn đã đã học rồi đúng không? Đã có rất nhiều trường là đã học đến tác phẩm này rồi Thì chúng mình ôn tập luôn cho nóng được không đồng ý với chị không nào và chị cũng sẽ vận dụng luôn những từ khóa những phần kiến thức được liệt kê ở trong cuốn sổ tay văn học này để cùng với các bạn thiết lập sơ đồ tư duy ôn tập về nhân vật ông hai trong tác phẩm làng của nhà văn kim lân các em nhé được không nào ừ, đối với mỗi tác phẩm thì chị biết rằng là kiến thức nền của chúng mình sẽ nhiều lắm nhưng mà chúng ta sẽ trọng tâm vẽ sơ đồ tư duy đối với các cái nhân vật mà có rất nhiều kiến thức mà nếu như mà chúng mình không liệt kê lại không hệ thống hóa lại thì sẽ rất khó học Đồng ý với chị không? Ừ, ok, đó, rồi Ở đây, trước tiên về nhân vật ông hai nhá Thì như chúng mình đã biết đấy Đây, chị sẽ sử dụng cái sổ tay văn học này Để cùng với các bạn chọn ra những cái từ khóa nhá Để chúng mình thiết lập sơ đồ tư duy Về nhân vật ông hai Thì trước tiên, trước tiên Chúng ta cần phải nhớ được đó là Có ba cái giai đoạn để chúng mình phân tích được tâm trạng của nhân vật ông hai đúng không có ba giai đoạn trước tiên là giai đoạn mà trước khi ông hai nghe tin làng chợ dầu theo giặc Đồng ý với chị không? Đúng không nào? Trước khi nghe tin thì các em ơi, một cái lưu ý của chúng mình khi mà sử dụng vào trong sơ đồ tư duy nhá là chúng mình chỉ ghi những cái từ khóa thôi để làm sao chúng ta học được dễ nhất, chứ chúng ta không có dài dòng, không có những cái phần diễn đạt, kết nối ở trong phần sơ đồ tư duy này mà chỉ dựa vào từ khóa thôi. Đồng ý với chị không? Cho nên là đầu tiên chúng ta có nhân vật ông Hai chị sẽ ghi ở đây luôn đó là trước khi nghe tin Đồng ý với chị không? Bà chị khoanh tròn ở đây luôn. Đây sẽ là cái luận điểm đầu tiên chúng mình cần để ý. Đó, thì chỉ có một cái mũi tên từ cái ý chính này, chúng ta mũi tên lên đây. Đó chính là nhân vật ông Hai trước khi nghe tin này. Và trong cái phần trước khi nghe tin này chúng ta có những từ khóa như thế nào nhỉ? Chúng ta có những từ khóa nào? Rồi, để mà chúng mình hệ thống được dễ nhất nhá. Thì trong phần này sẽ có ba ý các bạn lưu ý giúp chị này. Chúng ta có ba ý. Đầu tiên là hoàn cảnh thứ hai là tâm trạng và cuối cùng chính là ý nghĩa của tất cả những cái chi tiết đó được đồng ý với chị không nhá các bạn nhá uhm. đó cố gắng lên các em thì trong phần đầu tiên đó chính là hoàn cảnh của ông hai hoàn cảnh khi mà ông trước khi ông nghe tin là chợ dầu theo giặc thì chúng mình được biết ở đây đó chính là ông hai sống trong cái hoàn cảnh đó là ông là một người dân tản cư nhớ nhá người dân tản cư xa làng xa cái nơi mà mình đã chôn rau cắt rốn xa cái nơi mà mình đã từng gắn bó rất là nhiều cho nên là chúng mình ở đây cần nhớ là Ông hai sống trong hoàn cảnh là một người dân tản cư Và tâm trạng cùng với cả cử chỉ của ông Tâm trạng cùng với những cái hành động cử chỉ của ông như thế nào Nào, chúng mình sẽ cùng nhau Cùng với chị khám phá xem cuốn sổ tay văn học này giúp ích được gì cho chúng mình nhá Ok không? Đó, thì ở đây Đấy, thì về phần tâm trạng của ông hai trước khi nghe tin làng theo giặc nhá Chúng mình có một bên là dẫn chứng Và một bên là phần kiến thức tương ứng với dẫn chứng đấy Để chúng mình thuận tiện hơn trong việc phân tích Vậy thì trong bảng này có những cái ý chính như sau Thứ nhất là ở nơi tản cư thì ông hai nhớ làng ra giết Cái nỗi nhớ làng khiến ông lão thay đổi cả tâm tính Lúc nào cũng thấy bực bội, hơi tí là gắt, hơi thì là chửi đó đúng không ạ à? đó và đặc biệt nhá là ông hai gói gọn cái tình yêu làng của mình trong những chữ khoe thì ở trong cuốn sổ tay này chúng ta nếu như mà các bạn chưa nắm được những dẫn chứng đấy thì các em yên tâm là trong cuốn sổ tay này cung cấp cả những cái dẫn chứng mà thuộc cái phần văn bản không nằm trong sách giáo khoa để các em có thể dễ dàng mở rộng hơn nhá ok không đó đấy nên là các bạn lưu ý nhá vậy thì phần tâm trạng và cử chỉ của ông hai này Trước khi nghe tin làng theo rằng Chúng ta nhớ được rằng đó chính là Ông hai gói gọn cái tình yêu làng của mình Trong những chữ khoe à đúng không ạ ông khoe cái gì ạ ông khoe làng ông có cái phòng thông tin tuyên truyền sáng sủa rộng rãi nhất vùng này có tròi phát thanh cao bằng ngọn tre này rồi chiều chiều loa gọi cả làng đều nghe tiếng ông còn khoe cái gì ạ khoe làng ông nhà ngói san sát rồi đường trong làng thì toàn lát đá xanh vân vân những cái dẫn chứng đấy thì có thể đoạn trích trong sách giáo khoa là uh, cắt mất phần đó rồi nhưng mà trong cuốn sổ tay thì vẫn cung cấp để cho các bạn nắm được nhá ok chưa thứ hai nữa là cái tâm trạng và cử chỉ của ông hai khi mà ở nơi tản cư ấy, thì ông rất 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 nhớ làng đúng không ạ cái nỗi nhớ của ông hai khi mà chúng mình nêu ra những cái từ khóa này thì bắt buộc các em phải tự động não để ghi nhớ xem là ở trong ở trong văn bản thì dẫn chứng nào để chúng ta có thể chứng minh được cho điều này cái nỗi nhớ làng của ông hai thể hiện qua cái việc là ông đang cày cuốc ông đang làm những cái công việc ở nơi tản cư nhưng mà ông vẫn nhớ về làng nhớ về những ngày tháng cùng với anh em đào um, đào hầm này, đắp ụ này, vân vân. Rồi là gì nhỉ? Được thốt ra bởi một cái câu độc thoại nội tâm đó là "Chào ơi, ông lão nhớ làng, nhớ cái làng quá." Một cái câu cảm thán, chị xin lỗi một cái câu cảm thán để lấy dẫn chứng cho việc là chúng mình chứng minh cho cái nỗi nhớ làng của ông hai khi mà ở nơi tản cư. Đồng ý với chị không? Đó nhá. Đó, được không? Đấy, tình yêu làng của ông được gói gọn trong những chữ khoe này. Phải hãnh diện và tự hào lắm ông hai mới tự tin khoe về làng mình như vậy. Đồng ý với chị chưa? Nhá, đấy, khoe rồi là ông nhớ làng thì ông mới có những cái việc là ông nhớ về những cái kỷ niệm Khi mà còn ở um, nơi mà mình chôn rau gắt rốn cùng với anh em tham gia kháng chiến như thế nào Thì tác giả đã miêu tả ra sao Các bạn lưu ý giúp chị nhá Trong sơ đồ tư duy này, chị sẽ không đưa ra những cái kiến thức chi tiết Khiến cho các bạn bị dối, khiến cho các bạn bị ngợp quá nhiều mà ở đây chúng ta chỉ tập trung vào việc là đưa ra những từ khóa thôi việc của các bạn đó là chúng mình nắm được toàn bộ cái sơ đồ này và đến với mỗi cái ý nhỏ này chúng mình lại bắt đầu động não để suy nghĩ nhớ lại xem là dẫn chứng nào tương ứng với nó và qua đó chúng ta thấy được ý nghĩa gì đồng ý với chị không bởi vì là đối với văn xuôi ấy, quan trọng nhất vẫn là hình dung được dẫn chứng này sử dụng ở đâu và phân tích nó ra sao mà đúng không nào nhá ok đó các em ơi mọi thông tin về sổ tay Các em nhắn tin về fanpage giúp chị Còn trong chiến dịch này thì hãy tập trung cùng với chị Vận dụng kiến thức của mình Để mình vẽ sơ đồ tư duy các bạn nhé Mọi thông tin về sổ tay các em có thể nhắn về cho chị Ở trên fanpage học văn chương học cơ sở Được không? Nhá Rồi tiếp tục này Ông hay nhớ là như vậy Rồi tiếp tục còn gì nữa nhở còn một cái hành động nữa đó là ở nơi tản cư này hình ảnh ông Hai hiện lên mang đầy đủ những phẩm chất quý báu của người nông dân Nó thể hiện ở việc đó là ông ghét những người biết chữ ra vẻ ta đây đọc báo mà chỉ đọc có một mình vân vân Vậy là nó cho thấy được cái hành động của ông Hai những cái cử chỉ của ông Hai ở nơi tản cư đó là ông rất quan tâm Ông rất quan tâm đến tình hình chính trị nghe ngóng những cái tin tức đúng không ạ ông luôn nghe ngóng những cái tin tức việc đầu tiên khi mà ra khỏi nhà đó là ông đến cái trung tâm thông tin đấy để ông mới nghe ngóng những cái tin tức để ông đọc báo đúng không ạ đó thì tất cả những điều đó chúng ta cho thấy được cái ý nghĩa gì ạ chúng ta thấy được đó là đầu tiên chúng ta cảm nhận được cái niềm tự hào về làng tự hào và cái tình yêu làng của ông hai đặc biệt ở đây không phải là chỉ có tình yêu làng mà còn cho thấy được cái niềm tự hào và cái tình yêu nước nữa bởi vì sao ạ nó thể hiện qua cái chi tiết đó chính là ông nghe ngóng những cái tin tức chính trị này và ông rất tâm đắc với những cái chiến công mà mọi người làm được cái niềm vui đó là niềm vui đúng không ạ niềm vui đó là niềm vui của một con người biết gắn bó tình cảm của mình với vận mệnh của toàn dân tộc Đúng không ạ? Và đó là niềm vui mộc mạc của một tấm lòng yêu nước chân thành Vậy nên ở đây chúng ta thấy được cái ý nghĩa đó là cả tình yêu làng và tình yêu nước nữa Trong nhân vật ông Hai Đúng chưa? Và cuối cùng chúng ta còn thấy được cái nghệ thuật viết chuyện ở đây Đem đến cho chúng ta một hình ảnh ông Hai rất là chân thực Cái ngôn ngữ chuyện ấy rất là chân thực và mộc mạc tự nhiên Ok chưa nào? Nhá, Ừ, xin chào các bạn vào sau Các em cố gắng bắt nhịp với cả nhịp điệu của cái buổi học ngày hôm nay nhá ừ, Chị sẽ nói khá là nhanh đấy Nhưng mà các bạn, chị tin rằng là cái việc mà giúp cho các bạn bắt nhịp với cái không khí đó Thì chúng mình sẽ học nhanh hơn Chúng mình không bị uể oải Cố gắng lên, cố gắng lên các em nhá, được không? Đó là phần về trước khi nghe tin Có nghĩa là tâm trạng cử chỉ của ông hai Trước khi nghe tin làng theo rằng Các em nắm được chưa nào? Ok chưa? Nhá rồi, đây, chúng mình hình dung Nhìn vào đây rất dễ đúng không? Và nhìn thấy nó ít, nó ngắn gọn là các em cũng sẽ muốn học hơn So với việc là chúng mình nhìn cả một cái phần phân tích rất là dài Được không nào? Và toàn bộ phần này là chúng mình có thể chọn lọc những từ khóa Ở trong những tài liệu của chúng mình Và ở trong sổ tay văn học cũng cung cấp đến cho các bạn nữa rồi, tiếp tục nhá Bây giờ chúng mình sẽ đến với tâm trạng của ông hai Đây này, cái phần này rất là um, Cái phần này rất là quan trọng đây Đó chính là tâm trạng của ông hai khi nghe tin làng theo giặc. Được không ạ? Tâm trạng của ông Hai khi nghe tin làng theo giặc. Đó. Chúng mình có cái tâm trạng của ông Hai như thế này, được chưa ạ? Thì khi nghe tin làng theo giặc thì sao? Ở đây chúng mình cũng vẫn sẽ có ba ý chính khá quan nhất, đó chính là hoàn cảnh khi mà ông nghe tin Được không ạ? À? Cái thứ hai, đó chính là tâm trạng của ông, được không ạ? À? Tâm trạng với cử chỉ. Rồi cuối cùng, lại tiếp tục đó chính là ý nghĩa. Nhưng phần này nó sẽ rất là dài đấy, cho nên là chị sẽ viết xuống dưới này. Được không nào? Ừ. Ok, đó. Ừ, vậy nếu em học bài rồi thì hãy cùng với chị ôn tập lại luôn nhá. Ở đây chị sử dụng những cái màu sắc như thế này không phải là chị sử dụng ngẫu nhiên đâu, mà để giúp cho chúng mình phân biệt các cấp độ ý dễ hơn. Đồng ý với chị chưa? Nhá. Rồi, vậy thì ở đây khi mà ông Hai nghe được tin làng chợ dầu theo dạng thì trước tiên chúng mình cần phải để ý là ông nghe được cái tin này trong cái hoàn cảnh như thế nào? không phải ngẫu nhiên không phải là bình thường ông đang ở nhà rồi xong rồi một người chạy vào báo với ông là làng chợ giàu theo giặc đấy nếu như thế thì câu chuyện của chúng mình nó đã không có cái hoàn cảnh bi hài rồi ở đây ông hai nghe được tin làng chợ giàu theo giặc trong một cái hoàn cảnh rất là bi hài khi mà ông đang vui sướng tột độ đúng không ạ khi mà ông đang vui sướng tột độ vì nghe được toàn tin tốt biết bao nhiêu cái ý nghĩ vui thích cứ chen chúc ở trong đầu thì ông lại nghe được cái tin là làng chợ dầu Việt gian theo giặc. Đặt vào cái tình huống như vậy thì mới khiến cho ông hai của chúng ta giống như là đang ở trên, đang ở trong cái cảm xúc lâng lâng vui sướng thì lại bị ngay lập tức, ngay lập tức bị cái tin này nó giáng xuống đầu như là tiếng sét giữa trời quang. Đúng chưa? Nhá, cho nên là ở trong cái hoàn cảnh bi hài đó là ông ấy đang rất vui nhưng mà phải nghe được một cái tin xấu như thế. Đến với phần tâm trạng của ông hai nào. Đến với phần tâm trạng của ông hai khi mà nghe tin làng chợ dầu theo giặc được không? Ừ, ở đây thì chị trong chiến dịch này chị chỉ tập trung vào cái phần bảng thôi nhé, phần bảng của sổ tay văn học. Còn phần viết mẫu thì khi mà các em được sở hữu thì các em sẽ đọc kỹ để học tập cái cách diễn đạt ở trong đó. Đồng ý với chị không? Ừ. Về tin làng chợ dầu theo Tây nhá. Đến với ông hai trong hoàn cảnh rất là bi hài. Đây chị chọn cái từ khóa bi hài để ghi vào đây. Về tâm trạng của ông này khi mới nghe tin, được không ạ? Khi mới nghe tin. Ở đây chúng ta sẽ chia ra những cái giai đoạn nhá. Khi mới nghe tin. thì làm sao nhỉ? Thì ông hai là đầu tiên là ông như chết lặng đúng không ạ? Ra mặt tê dân dân, ông sững sờ lặng đi tưởng như không thể thở được Sau đó thì sau cái giây phút đó thì ông bắt đầu tỉnh táo lại và ông bắt đầu nghi ngờ Hỏi lại cố không muốn tin cái tin đó Để rồi ông hoàn toàn bàng hoàng và sững sờ Đúng không? Chúng ta sẽ đi từ cái tâm trạng của ông là Từ sự cái đầu tiên là chết lặng này Đúng không ạ? Chết lặng này Rồi ra sao nhỉ? Rồi ông nghi ngờ này rồi đến cuối cùng là sững sờ luôn khi mà người ta khẳng định với những cái bằng chứng không thể nào chối cãi được nữa đó rồi tiếp tục trên đường về nhà trên đường về nhà các em ạ trên đường về nhà thì ở đây nếu như mà bạn nào đã nắm rõ rồi các em có thể chỉ cần ghi những cái dấu mốc thời gian này thôi để chúng mình dễ phân tích hơn để dễ học hơn hoặc là chúng ta sẽ chọn ra những cái từ khóa như chị nhá. Này, tiếp tục trên đường về nhà, trong tâm trí ông hai chỉ có cái tin dữ ấy xâm chiếm và nó đã trở thành nỗi ám ảnh da diết, đúng không ạ? Đầu tiên, trên đường về nhà này, ông cố tình lặng đi, rời đi để không ai thấy vẻ suy sụp của mình. Tức nghĩa là ông mới có suy sụp nhá, nhưng trong tâm trí ông thì cái tin này nó vẫn còn đang khủng khiếp quá ông nghe tiếng chửi bọn việt gian mà ông lão cúi gằm mặt xuống mở đi vậy là chúng ta thấy được cái sự xấu hổ nhục nhã đúng không ạ tiếp tục này đó là trên đường về nhà nhưng quan trọng đó là khi về đến nhà khi về đến nhà ở đây khi mà để học được cái tâm trạng của ông hai Để nắm được tâm trạng của ông hai Chúng ta cố gắng nhớ theo những cái dấu mốc thời gian Nhớ theo từng cái giai đoạn, từng cái khoảng thời gian này Thì sẽ dễ phân tích hơn các em nhé Khi về đến nhà thì đầu tiên là gì nhỉ Ông ông cảm thấy buồn giàu rồi nước mắt ông cứ dàn ra và ông nhìn những đứa con ông cảm thấy thương chúng lắm chúng cũng là trẻ con của làng việt gian đấy ư đúng không ạ đầu tiên là ông nhìn và thương những đứa con sau đó thì sao ạ sau đó thì ông kiểm điểm lại tất cả những người ở lại làng rồi xong ông kiểu như là ông từ cái tình yêu làng xong rồi ông quay ra thù ghét những người đã làm nên đã đã khiến cho làng lại trở thành một cái làng việt gian như vậy đúng không ạ chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà ra cái giống việt gian đáng nhục nhã như vậy rồi tiếp tục là nhưng mà sau cái giây phút đấy thì ông lại tự kiểm điểm lại toàn là những người tốt cả mà toàn là những người có tinh thần cả mà đấy vậy là ông đi từ cái sự kiểm điểm rồi bênh vực những người ở lại làng rồi ông lo lắng cho những người cũng ở trong cái hoàn cảnh tản cư như này không biết là họ đã rõ cái cơ sự này chưa đúng không ạ ok chưa đó được chưa thì trong phần này nhá trong phần về đến nhà này có rất nhiều những cái tâm trạng ngổn ngang ở cho ở ngổn ngang ở trong tâm trạng của ông hai rất nhiều những cái cung bậc cảm xúc đó rồi tiếp tục là gì nữa ạ tiếp tục là cái không khí của gia đình ông ấy không khí của gia đình ông cả nhà ông hai như sống trong một cái bầu không khí ảm đạm đúng không một cái bầu không khí ảm đạm trong gia đình ông hai bản thân ông hai thì ăn không ngon ngủ không yên còn ông hơn nữa nhá ông còn rất mặc cảm với nỗi nhục này nghe những cái tiếng như là việt gian này cam nhông này ông không dám nhắc đến ông run rẩy ông sợ hãi rồi là cái chuyện việt gian này ông cũng không dám nhắc trực tiếp ông phải gọi nó là cái chuyện ấy thấy chưa rồi cứ nghe thấy ai nhắc đến là cảm giác như đang chửi rủa mình chửi rủa làng mình vậy rất sợ hãi đấy rồi ông không dám nhắc đến cái chuyện đó chỉ gọi là cái chuyện ấy rồi là ông rất là sợ hãi khi mà biết nghe được cái tiếng lục đục ở trên nhà trên ở gian trên đó là tiếng của mụ chủ nhà ông bắt đầu lo lắng nghĩ về cái tương lai đúng không ạ ok chưa nhá đó là khi về đến nhà Vậy là khi về đến nhà chúng ta có một số những cái từ khóa Ví dụ như là ông tuổi thân này Nằm vật ra giường này Rồi cái nỗi ám ảnh dây dứt hoang mang Được chưa ạ? Ok chưa? Rồi cái cung bậc tình cảm của ông Cái cung bậc cảm xúc của ông Đi từ cái việc là kiểm điểm Thù ghét rồi nguyên rủa những người ở lại làng Nhưng mà sau đó ông lại cũng tự bênh vực những người đó Cảm giác như là ông ở vào cái vị trí như là vừa là quan tòa lại vừa là luật sư vậy Để chúng ta thấy được cái sự ngổn ngang trong tâm trạng của ông hai Ông thực sự rất dối bời Không biết nên nghĩ như thế nào đây Đúng không ạ? Đó Ừ, rồi, đó là khi về đến nhà nhá Tiếp tục, Ừ, các bạn ơi nhưng mà các em phải chú ý vào học cùng với chị thì chị mới coi đấy là một cái việc là một cái động lực để có thể để lại những cái phần phát trực tiếp này còn nếu như mà các bạn chỉ dựa vào điều đó mà không tham gia cùng với chị luôn ấy thì chúng mình kiểu như bị mất không khí đấy thật sự bị mất đi không khí mất đi cái động lực cho nên là hãy cùng với chị học luôn tận dụng luôn cái khoảng thời gian này đúng không nó sẽ rất là tốt cho với các bạn đấy nhớ chưa Ok nhá Rồi tiếp tục tâm trạng cử chỉ của ông hai là như vậy Khi mà về đến nhà Nhưng chưa hết Đó là những ngày sau đó Những ngày sau Ok chưa? Những ngày sau thì sao nhỉ? Những ngày sau ấy thì ông hai không dám đi đâu Ông chỉ ở nhà một mình thôi, ông chỉ dám ở nhà thôi Không dám nói mà ra đường, ông tuyệt giao với tất cả mọi người Đúng không ạ? Đó là phần dẫn chứng Tiếp tục này, khi mà ông đang rất là rối bời khổ tâm và dằn vặt thì ông có thoáng nghĩ là à hay là về làng đúng không hay là về làng nhưng mà ông đã gạt phắt ngay cái suy nghĩ ấy đi đó là gì nhỉ chúng nó theo tây cả rồi về làng tức là bỏ kháng chiến bỏ cụ hồ đấy và cuối cùng thì ông quyết định theo cái suy nghĩ của mình đó là làng thì yêu thật nhưng làng theo tây mất rồi thì phải thủ Ok chưa? Cái tâm trạng của ông hai vẫn còn rất nhiều những cái ngổn ngang Lúc đầu thì cũng có ý định là quay về làng đấy Nhưng mà xong rồi ông đã tự quyết định là không thể được Làng thì yêu thật nhưng làng theo tây mất rồi thì phải thù Đúng chưa? Ok không? Rồi là ông rất là lo lắng và trong dằn vặt trong cái tâm trạng nhục nhã Rằng là ai người ta chứa bây giờ Thật là tuyệt đường sinh sống Đúng không? Cuối cùng chúng ta sẽ thấy được cái tâm trạng của ông hai khi mà ông tâm sự với đứa con ừm uhm, đó khi mà ông tâm sự với đứa con ông tâm sự với thằng bé húc ấy thì cái trích đoạn đó là một trong những cái trích đoạn rất quan trọng ở trong tác phẩm này các em ạ khi mà ông hai tâm sự với thằng con húc ấy thì không phải là ông không có ai nói chuyện mà ông đem ra nói với cả uh, đứa con của mình mà thông qua cái trích đoạn đó chúng ta thấy được là tình yêu làng và cái tình yêu nước của ông hai được bộc lộ rõ rệt ông thực chất muốn đứa con ghi nhớ cái câu là làng ta ở làng chợ dầu nhưng ông nói ra như vậy cũng là để cảm giác như là vơi đi được phần nào bởi vì anh em đồng chí thấu được cho cái nỗi lòng của bố con ông đúng không ạ là ủng hộ kháng chiến ủng hộ cụ hồ muôn năm cơ mà đấy thì qua cái trích đoạn đó, qua cái đoạn cái lời tâm sự của ông Hai với đứa con của mình thì chúng ta thấy được thứ nhất nhá là tình yêu sâu nặng của ông với cái làng chợ dầu, thực chất là ông muốn đứa con nhỏ ghi nhớ câu làng mình ở làng chợ dầu. Nhưng qua đó chúng ta cũng thấy được đó là tấm lòng thủy chung của ông với kháng chiến, với cách mạng mà biểu tượng là cụ Hồ luôn luôn sâu nặng, bền vững và thiêng liêng chết thì chết có bao giờ dám đơn sai và ngần ấy tuổi đầu rồi mà nước mắt ông lão cứ dòng dòng được không ạ ok chưa nhá đó là cái phần mà tâm trạng của ông hai trong những ngày sau đó vậy là thông qua tất cả những phần này chúng ta thấy được cái ý nghĩa ở đây là rút ra được ý nghĩa dù phân tích như thế nào thì phân tích chúng mình cũng sẽ thấy được là cái tình yêu làng đã hòa quyện cùng với cái tình yêu nước tất cả những cái dằn vặt của ông hai tự chung lại đều suy ra là ông chọn là ông chọn đi theo đất nước đi theo kháng chiến ông vẫn yêu làng nhưng cái làng chợ giàu mà ông yêu phải là cái làng chợ giàu mà cùng nhau tham gia kháng chiến cùng nhau giúp đỡ để vượt qua cái cảnh bị nô lệ bị áp bức bị khủng bố đúng không ạ đó cho nên là ấy, các em có thể phân tích như thế nào thì phân tích nhưng chúng mình phải rút ra được ở đây đó là ông hai không phải là ông quay ra thù ghét làng ngay lập tức mà ông vẫn yêu làng nhưng cái làng ông yêu phải là cái làng theo kháng chiến để từ đấy thấy được là cái tình cảm cá nhân của ông hai đã được hòa nhập và được chi phối bởi cái tình yêu nước lớn lao này rồi đúng không nào ok chưa nhá đó là tình yêu làng và tình yêu nước của ông hai bên cạnh đó tất cả những cái tâm trạng của ông hai này được thể hiện thông qua cái nghệ thuật miêu tả nội tâm nghệ thuật miêu tả tâm lý nội tâm của nhân vật đấy của nhân vật mặc dù là tác phẩm này thì được viết theo ngôi thứ ba nhưng mà nhà văn kim lân đã rất tài tình thâm nhập vào nội tâm của nhân vật giống như là ông giống như là ông hai vậy có những cái đoạn mà độc thoại nội tâm để thoát thốt ra được những cái suy nghĩ, những cái dằn vặt, những cái đau khổ, đớn đau, những cái nỗi ám ảnh dai dứt ở trong lòng của ông Hai để cho người đọc có thể thấy được. Cho nên là ở đây chúng ta thấy được là nhà văn đã nhìn nhận và trân trọng những cái nét đẹp bên trong của mỗi người nông dân chân lấm tay bùn. Nỗi đau của ông Hai mới đáng trọng làm sao? Đó là nỗi đau của một con người coi danh dự của làng như chính bản thân mình, đó là nỗi đau của một nông dân yêu nước mãnh liệt, một lòng một dạ thủy chung với cách mạng, với đất nước, với quê hương đồng ý với chị chưa nhá đó là phần chúng mình khi mà phân tích về tâm trạng của ông hai khi nghe tin làng chợ dầu theo giặc chưa hết đúng không chưa hết đúng không các bạn ở đây chúng ta còn có cái phần đó là tâm trạng của ông hai sau khi nghe tin cải chính đồng ý với chị không tâm trạng của ông hai sau khi nghe tin cải chính đó. Thì ở đây chị sẽ dùng ba cái mũi tên cùng màu với cả cái ý chính nhất để thấy được là chúng ta tổng cộng có 3 ý lớn, đúng chưa? Và trong mỗi ý này chị dùng những màu khác nhau để phân biệt cho các em dễ nhìn nhá. Và các bạn cũng có thể áp dụng cái cách này khi mà chúng mình lập sơ đồ tư duy, nhìn sẽ dễ hơn rất nhiều. Được không? Nhìn sẽ dễ hơn rất là nhiều. Đó. Và các bạn ơi, ở phần sơ đồ tư duy này thì chị sẽ chỉ cung cấp những cái từ khóa để các em học thôi còn lại những cái phần liên kết như thế nào này diễn đạt ra làm sao ghi nhớ dẫn chứng như thế nào thì các bạn bắt buộc là chúng mình phải tự học thôi chúng mình phải tự ghi nhớ tự trau dồi cho mình cái kiến thức đấy đi còn nếu như mà bạn nào gặp quá khó khăn trong phần đó hoặc là muốn có thêm những người bạn hoặc là muốn có thêm chị đồng hành với các em thì các em có thể tham khảo cái khóa học nhé à, cuối tuần này bắt đầu từ ngày thứ năm tuần này à thứ năm tuần sau chị xin lỗi thứ năm tuần sau là chị có khai giảng một khóa học để ôn thi học kỳ cho các bạn ở à, phần đó thì chúng ta sẽ học ôn tập lại kiến thức của toàn bộ các văn bản học kỳ 1 được chưa ạ và uh, được chưa nào và khi mà chúng mình ôn tập các cái kiến thức văn bản học kỳ đó thì chúng ta sẽ được đi sâu vào từng cái ý này chúng ta sẽ diễn đạt ra làm sao để cho các bạn vừa trau dồi được kiến thức tổng quan lại vừa viết được những cái đoạn văn những cái bài văn hoàn chỉnh các em nhé ừ đó rồi thì thứ năm tuần này à thứ năm tuần sau <laughs> chị xin lỗi chị nghĩ hôm nay là thứ hai thì uh, thứ năm tuần sau chị sẽ khai giảng khóa học này cho nên là bạn nào quan tâm hoặc là bạn nào muốn có thể ôn tập tốt cho cái kỳ thi học kỳ môn văn của chúng ta thì có thể nhắn tin về để chị có thể giải đáp cho em những thắc mắc liên quan đến khóa học nhé được không? Chị cũng rất mong có thể đồng hành cùng với các bạn trong khóa học này Đây là một khóa học có phí đầu tiên Mà chị mong muốn dành hết tất cả những cái tâm huyết Dành hết tất cả những cái bí kíp và kỹ năng Muốn trau dồi cho các bạn ở trong khóa học này Được không? Cụ thể về thông tin, cụ thể về lộ trình, cụ thể về học phí của khóa học Thì các em có thể nhắn tin về cho fanpage để anh chị có thể tư vấn cho các bạn nhé rồi, còn bây giờ quay lại trở lại với cả sơ đồ tư duy về nhân vật ông hai. À, về tâm trạng của ông hai khi nghe tin cải chính sau khi nghe tin cải chính chúng mình lại có ba ý chính đây lại có đầu tiên hoàn cảnh tiếp tục ạ à, tâm trạng cử chỉ và cuối cùng là ý nghĩa được không nào uhm. Đó, về hoàn cảnh nhá Thì ông hai nghe được cái tin cải chính này Khi mà nếu như ông hai nghe cái tin làng chợ giàu theo giặc Ở trong cái khoảnh khắc như là đang vô cùng sung sướng Thì ông hai lại nghe được cái tin cải chính Trong cái khoảnh khắc mà ông đang như là rơi vào tuyệt vọng hoàn toàn Bế tắc hoàn toàn Thì ông hai lại nghe được cái tin cải chính Được không ạ? Cho nên là tiếp tục Đây, hoàn cảnh khi ông nghe được tin cải chính Cũng là một cái hoàn cảnh vô cùng bi hài chúng ta đang rất đau đớn cùng với ông hai nhưng mà cũng lại vỡ hòa trong sung sướng về tâm trạng của ông thì sao đầu tiên là mọi đau khổ mọi những cái dằn vặt tổi nhục đều như tan biến hết đúng không ạ tiếp tục này ông hai còn có những cái cử chỉ và hành động rất là nhanh nhẹn cho thấy rõ được cái sự mừng rỡ đúng không ạ cho thấy được cái niềm hạnh phúc của một ông nông dân chân chất mộc mạc ra làm sao đặc biệt là ông có một cái hành động là chạy đi khắp nơi để khoe nhưng ở đây là ông khoe cái gì nhỉ ông khoe là tây nó đốt nhãn nhà tôi rồi rồi ông khoe là cái gì nữa nhỉ đều là sai sự mục đích cả đấy chưa cái lời khoe của ông hai chúng ta có thể tập trung vào đấy để phân tích ông khoe nhà ông bị đốt bởi vì sao bởi vì là đấy là cái dẫn chứng là cái minh chứng rõ ràng nhất cho việc là làng của ông không theo dạng cái lời mà để làm cho cái tin đấy nó trịnh trọng thêm thì ông muốn nói chữ nhưng mà nói chữ thì lại bị sai vậy là một cái chi tiết vừa cho thấy được cái sự ngây ngô vừa cho thấy được cái sự hồn nhiên vừa cho thấy được cái sự mộc mạc chân chất của người nông dân của chúng ta lại vừa cho thấy được cái tình cảm mà ông dành cho làng của mình dành cho đất nước của mình muốn làm cho cái thông tin mà làng mình không theo rằng nó thêm phần trang trọng nó thêm phần quan trọng đi đúng không ạ nên là ông muốn nói chữ đều là sai sự mộc tất cả thì mới đúng nhưng ông nói là đều là sai sự mục đích. Đấy. Thì các em có thể tập trung vào đấy để phân tích nhá. Và thông qua đó thì chúng ta thấy được cái gì nhỉ? Đúng rồi, kết luận lại thì vẫn là tình yêu nước rộng lớn bao trùm lên tình yêu làng và đã thống nhất chi phối mọi cái tâm tư, tình cảm và hành động của người nông dân này. Được không ạ? Ok chưa? nhá. Đó, đó là về toàn bộ về nhân vật ông Hai của chúng mình và đã chị đã cùng với các bạn chúng ta chúng ta tổng hợp từ những ý chính ở trong cuốn sổ tay văn học để chúng ta vẽ lên về cái sơ đồ tư duy về nhân vật ông Hai này được không ạ? À? Ở đây thì chị đem đến cho các bạn những cái từ khóa thôi. Còn nếu như mà các bạn gặp nhiều những cái khó khăn và muốn được đồng hành cùng với các bạn khác, muốn được đồng hành cùng với chị để cái quá trình ôn thi học kỳ của chúng ta dễ dàng hơn thì có thể tham khảo khóa học của chị nhá. Được không? Ừ. Có thể tham khảo khóa học chị khai giảng luôn vào thứ năm tuần sau rồi Chỉ còn vài ngày nữa thôi Nên là em có thể nhắn tin về cho fanpage để được tư vấn nhé ừ. Nhắn tin về cho chị để được tư vấn Được không? Và đây là thành quả của 30 phút ngày hôm nay chỉ 30 phút thôi, chị đã cùng với các bạn ôn tập lại toàn bộ kiến thức về nhân vật ông hai trong tác phẩm làng của nhà văn Kim Lân rồi đây. Các bạn nhìn rõ không nhỉ? Em có nhìn rõ không? Ừ, đó. Rồi. Đây là những cái từ khóa thôi và chị nghĩ rằng là nhìn cái sơ đồ tư duy này các bạn không còn sợ nhân vào đông hai nữa. Chị nói sợ ở đây là bởi vì là các em cảm thấy nó phần kiến thức nó quá là dài, được không ạ? À? Phần kiến thức nó quá là dài thì chúng mình cảm thấy sợ. Nhưng mà ở đây ngắn gọn như thế này rồi, ngắn gọn như thế này rồi thì các bạn cố gắng học giúp chị nhá. Cách học của chúng ta đó là vẽ được sơ đồ tư duy rồi, có được từ khóa rồi thì đến với mỗi từ khóa như thế này, tự đặt ra câu hỏi tâm trạng cử chỉ của ông hai trước khi nghe tin là ông có khoe về làng mình ông khoe những cái gì đấy đặt ra câu hỏi là ông khoe những cái gì rồi cố gắng là nhớ lại những cái dẫn chứng đó rồi từ cái việc khoe đấy thì chúng ta được không ok chưa nhá đấy kết hợp sơ đồ tư duy cùng với cái quá trình chúng mình tự học tự tổng hợp hợp thức được không ạ ừ, ừ, ừ. thì chị tin rằng là nhân vật ông hai các bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều các bạn sẽ nắm chắc hơn nếu như mà chúng mình nghiêm túc với nó, nghiêm túc với quá trình học và chúng mình biết có cái phương pháp học tốt, phương pháp học hiệu quả, được không? Ừ, rồi. <laughs> chiến dịch này thì kéo dài từ ngày hôm nay là chủ nhật, kéo dài 4 ngày, chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đó, 4 ngày liền nhau luôn. Thì hãy cố gắng đồng hành cùng với chị trong chiến dịch này nhá. Và bây giờ thì các bạn em ghi cho chị cái thử thách ngày một của chúng ta trong chiến dịch này, đó chính là vận dụng cái cách vẽ sơ đồ tư duy như thế này về việc phân chia bố Về và màu sắc rồi chọn từ khóa vân vân. Các em viết cho chị, thực hành luôn cho chị, ôn tập lại bằng một cái sơ đồ tư duy phân tích bài thơ đồng chí các em nhé. Được không? Vẽ sơ đồ tư duy bài thơ đồng chí. Được chưa nào? Ok, đó. Thì ngày mai chị sẽ lại gặp lại các bạn trong khung giờ 20 giờ 30 buổi tối ngày mai để cùng với các bạn vẽ những cái sơ đồ tư duy tiếp theo với những tác phẩm mà chúng mình đã học các em cố gắng đến đúng à, tham gia phần phát trực tiếp đúng giờ cùng với chị nhá được chưa còn mọi thông tin về sổ tay văn nhắn về để có anh chị có thể tư vấn cho ừ. rồi vẫn sẽ có à các bạn nhắn tin các bạn sẽ nộp bài nộp thử thách bằng cách nhắn tin chụp ảnh và nhắn tin về cho chị được chưa bạn nào mà có sơ đồ tốt này thì chị sẽ tổng hợp lại và đăng công khai ở trên fanpage để cho nhiều bạn khác có thể thấy được Gương, không ạ à? Ok, rồi Được không nào ừ. Đó, còn bây giờ thì uh, Chiến dịch ngày hôm nay của chúng ta Sẽ kết thúc tại đây, Chị mong rằng là Các bạn đã kịp ghi lại được cái sơ đồ tư duy Về nhân vật ông 2 và sẽ học nó Thật là tốt, thật là hiệu quả nhá Hẹn gặp lại các em trong buổi học ngày mai Cảm ơn các em rất nhiều vì ngày hôm nay đã đồng hành Cùng với chị <laughs> Ngày mai sẽ vẫn tiếp tục học tích cực như thế này nữa nhá Các bạn nhỏ nhá rồi ok Còn bây giờ thì chúc các em sẽ học luôn học tập tốt Nếu mà bạn nào đã đi nghỉ rồi Thì chúc các em sẽ có một giấc ngủ thật là ngon Còn bạn nào mà tiếp tục học Thì hãy cố gắng tập trung nhé Cố gắng tập trung để chúng mình học tốt cái giai đoạn này Đây là một giai đoạn rất là quan trọng đấy Còn nếu có gặp khó khăn gì về môn văn Thì có thể nhắn tin về cho chị Được không nào ừ, Cảm ơn các em rất là nhiều Và hẹn gặp lại các em trong buổi học ngày mai nhé Bye bye